Xuân Nông xin chào với bà con. Nếu quý bà con đang muốn tìm một giống cây có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, dễ trồng, lại nâng cao năng suất kinh tế, thì hôm nay Xuân Nông xin giới thiệu đến quý bà con giống cây chanh dây vàng ngọt. Cây giống chanh dây vàng ngọt có chiều cao từ 40-60cm. Cây còn được gọi là chanh leo, không chỉ là một loại trái thơm, bổ dưỡng mà còn mang lại các giá trị về kinh tế với vị chua ngọt đặc trưng và hương thơm quyến rũ. Chanh dây vàng đã trở thành lựa chọn phổ biến trong ngành nông nghiệp. Đây là loại cây thích hợp với đất tươi xốp, giàu dinh dưỡng và có độ thoát nước tốt. pH cho cây tầm 6-7 là được. Nên trồng cây vào mùa xuân hoặc là đầu mùa mưa để cho cây có thể sinh trưởng phát triển tốt nhất. Nên tưới nước đều đặn cho cây, nhưng mà con chú ý đừng tưới nhiều quá để tránh tình trạng cây bị thối rễ. Về phần bón phân cho cây, nên bón phân hữu cơ, phân NPK để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cây cần. Nên bón 2-3 lần trên một tháng. Nên cắt tỉa cành thường xuyên cho cây, đặc biệt là những cành khô héo, những cành sâu bệnh để cây có thể là thông thoáng và đón ánh nắng tốt hơn. Thời gian sống của cây rất cao, thường cho trái sau 9 tháng khi trồng. Trái chanh dây chứa nhiều vitamin A, vitamin C, khoáng chất hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện hệ tiêu hóa. Ngoài ra còn là nguyên liệu chế biến các món ăn như nước ép hoặc là kem. Đây chắc chắn là loại cây mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho bà con. Hiện tại cây giống đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Xin cảm ơn quý con đã theo dõi cùng Xuân Nông.